tự xử luôn á. Và đúng thứ chủ nhật tuần sau là ngày 16 tháng 6 là cái show Tình Cha là nhân dịp lễ Father's Day đó. Thì các bạn làm ở Orange County, Los Angeles hoặc San Diego, ngày đó nếu rảnh thì đến chơi với 78, đưa cha của mình tới xem ca nhạc. Lấy kim hả? Ừ. Bà 7 bà tập, ông thèm lấy chim đó các bạn. Hồi nãy tập bài bài song ca mới hay lắm mà bà không chịu lấy chim. Bà đợi tôi tập cái mà lén mà lấy chim mà ghê không? Ủa cột không? Tôi phải để dành cái sự bất ngờ cho đồng bọn chứ hôm nay 78 tập bài mới. Thật là nó không phải là bài mới lắm mà mới hai bà hát chung thôi. Không phải là bài mới. Đó. Nhưng mà tại vì là lúc mà tôi tập với bà I live stream cho nên là phải đợi bà hát rồi tôi mới live stream được chứ. Ê cái cây live stream của tôi cái cây là chim cái cây là chim thông qua bổ quên tay thằng gồ cái đúng mà nói là cây chim chim lai chim chai chim chai lộn là chim chim chai rồi thấy tội nghiệp không. Thủy Vi bả tội ghê, bả mua đóng bánh mì ở đây luôn nè, mua để cho ca sĩ tới tập. Thì giờ này mới có mình 7 với 8 à, về rồi kìa. Ủa ai biết đâu à, đó cái anh ta nó bữa nay rồi tới giờ anh có mình anh guitar thôi, còn mấy người kia vẫn ở lại. Để tôi để đây bà đứng nói chuyện, tôi lấy miếng bánh mì đã. Bánh mì quá trời luôn nè, bánh mì gà, bánh mì heo, bánh mì bò, ba thứ luôn các bạn, ba thứ luôn. Bây giờ tắm phải cái tập thể dục cho nên tắm đem theo rồi tập thể dục xong mới ăn rồi để gì sao các bạn Thám mới làm cái trang YouTube mới ra lò cách đây một tiếng đồng hồ các bạn, nhớ vô sụp giùm Thám nha các bạn. Chị Diêm biết bà biết chưa nữa. Thôi để cái móp ở đây cầm lại chim nha. Radio chị Thúy Anh nè, chị làm đài vậy hả? Radio chị Thúy Mỹ. Radio nhắc chị sẽ tới bữa nay em có lên lắc chóc sổ điện thoại rồi lấy cái số của chị là cái bài hồi nãy tấm tập á, tấm
nó cái tông nó hơi khác chút, cho nên là nó tập qua sơ với ban nhạc này mới toanh nè. Ban nhạc lạ, có một vài anh quen, còn mấy anh kia không có quen, cho nên là phải tập sơ qua chút xíu thôi à, để họ khỏi có bị dĩa đó biết không. Mấy bữa lần trước tâm không có tập hết, tâm hát cái tông bị dĩa không à. Coi nè, bánh mì ngon lắm nè. Ờ, để ăn gà đi. Heo gà. Đó, gà nè, heo nè, bò nè. Ai ăn bánh mì không? Tôi sẽ lấy một. Dạ. Hôm qua mới có bánh chị Thủy. Ô vậy hả? Nghe nói là Beckham kỳ này trình diễn chung với bố. Đây, ngược ánh sáng bạn. Nè, không có ngược, đẹp. Đây là chị Thúy Anh, là người là radio host, rồi TV host nữa, rất là duyên dáng. Và ngày 16 tháng 6 này chị Thúy Anh cũng sẽ có mặt tại chốt chương trình Tình Cha. Thì chị mới vừa mời 78 lên chương trình của chúng ta ngày thứ bảy 6 giờ tối chiều. Ok các bạn, được chưa? Được. Được chứ. Mời vô chương trình 7.3. Là, ủa, lên thứ bảy đó để nói về gì? À, nói về show này. Rồi sao kịp thứ bảy nói chủ nhật khác rồi? Oh, yeah. Ok. Chào cô Gigi với cô Cam Thơ. Ok. Rồi, nó mới cái tiếng hát rồi em mới nhìn. Ủa, đó. Nó hát hả? Một đời trao. Nè, nó hát nha. Hai anh. Trời ơi, cái này. Chẳng một câu. Hay ha. Một tình thương. Bò, gà, heo, bà được, bà nghĩ tôi lấy cái gì? Hồi nãy tôi thấy bà lấy, ủa bên này lấy gì? Gà, yeah. Gà, gian vậy bạn gian, tôi hỏi mà, bà đoán thôi, coi bà tình bạn chơi lâu nay, coi bà có biết ý tôi không? Tự nhiên bà quay là bà nhìn tôi nhớ rồi, bà lấy cái gì? Nhớ bà lấy cái bình. Một đời trao. Potential là được giải potential cái việc gọi là gì ta? Tiềm năng đúng rồi, tiềm năng đó. Nhưng mà đúng là có tiềm năng. Tại vì các bạn biết không, ở Mỹ này em mà tìm mấy đứa nhỏ mà hát được tiếng Việt hiếm lắm. Thấy mấy đứa con không phải không? Nó hiểu mà nó nói không có được. Nó nói được sao nó hát? Nó bập bẹ gì đó. Một đời trao. Trời ơi, anh chơi kiên. Hello, hai Cam Thơ. Ủa, anh tên hai. Gì anh? Em quên rồi. Tùng. Ta. Hồi nãy anh đâu? Tùng. Hồi nãy anh nói bà gì chứ anh đâu có kêu là Cam Thơ đâu. Bà 8, bà 7. Ai đúng là bà rồi. 8, ai là bà 7? Đố anh đi. 7 ha, 7 là Trinh. 8 là Thơ, đúng không? Sao anh hay vậy? Sao anh ban nhạc mà anh cũng phải đặt anh biết bà 7 là 8 gì anh? Biết sao anh biết? Em nhớ. Anh là ban nhạc mà anh là ông mà. Dạ, của Lê Quang còn không biết sao được, trời ơi. Trời ơi, trời xong.
Trời sao ơi. Em? Dạ. Tuần sau gặp. Ok, tuần sau, sau gặp anh. Tuần sau gặp anh. Trời biết vợ Lê Quang luôn. Biết tưởng tưởng biết 37 38 là không biết vợ Lê Quang ai nhà cuối cùng biết vợ Lê Quang luôn. Ở ngoài này nó không có ghế ngồi sao. Tại anyway mình cũng nói tí rồi mình đi. Vậy cô ghế kìa kìa. À, cũng nói tôi bà Linh đang ngồi. Cái. Chỗ đó người ta người ta đi. Mà chiếu cho bà ngoan xem thấy cái ghế mình. Nè cái ghế nè các bạn. Đây, ở đây có cái ghế nè. Cái ghế này đem tôi dành đứng ra tôi ngồi chút. Ủa, bà tập thể dục rồi hay là bà chưa tập? Tập rồi, tôi tập rồi. Bây giờ tôi mới đi tập nè. Vậy đó. Ha. À, đóng cửa hả? Ô, người mà như vậy. Mày kệ nó đi. Em xích qua tôi ngồi bên này. Mày xích qua. Ê quên bà. Tao không biết mình làm cái gì nữa, sao bán hai cái con này. Nó không mua gì ở bên này mà tự nhiên nó chạy. Nó chạy ra đây nó ngồi. Hello hello. Mina kìa, Mina Yuki. Hôm nay đồng bọn mình thức sớm quá ha. Hôm nay mới giờ mới có như 7 giờ bên đó. Hedy đinh kìa ca gì vậy? Tự mất mớ cười vậy Hedy. Mina, cái áo màu hồng giống Mina nè Mina. Trời ơi Mimi Lê đồng bọn của mình năm ngoái có xuống họp mặt đồng bọn năm nay Mimi có xuống không? Mimi Lê. Mimi hả? Vậy hả? Ừ Mimi năm ngoái đó là có mua một cái chai rượu định là cho trò chơi. Xong rồi đồng bọn nào mà thắng thì sẽ được hưởng chai rượu đó. Nhưng mà lu bu bà khang tí của mình tôi quên mất tiêu luôn. Ôi chai kỳ. Mà bữa đó là Mimi. Ủa vậy Mimi đưa kỳ này đem chai rượu đó lại đi. Không, Mimi là mua chai rượu bên tôi để cho đó nhưng mà cuối cùng mua rồi xong cuối cùng quên cái vụ đó xong cái tôi trả tiền lại vậy chứ đáng lẽ là bà bị thất thu rồi. À, không sao cái tiền đó đáng lẽ là cái chai rượu đó là cho đúng cho đồng bọn nào mà thắng cái giải trò chơi nào đó cuối cùng không có trò chơi được bà khang tiếng của mình tôi không có nhớ cái nổi ánh sáng nhìn kỳ quá. Ánh sáng sao nó kỳ vậy mình có thơ non mình có thơ cái này đó on gì đâu cũng vậy à thôi kể nó vậy được rồi. Thủy Vi vô nói gì vậy? Thủy Vi nói là bà 78 tập cho show tình cha đồng bọn. Nhanh tay gọi 78 nha. Đúng rồi. Một lần nữa đó thì bảy mới post hồi sáng cái poster đó là các bạn nào mà đi xem được cái show này thì gọi mua vé trực tiếp của bà 8 sẽ cho được bớt 10 đồng cho những cái vé ăn. Còn cái vé không ăn á là bình thường ở ngoài là bán 40 đồng cho người ta nhưng mà đồng bọn của 78 thì được bớt còn có 35 là bớt được 5 đồng. Cho nên là người nào mà rảnh á thì ngày đó bán 40 no dinner. À, no dinner. À, no dinner đây. Ở đằng sau có để là no dinner. Đó. Thì là no dinner còn tiếng Việt nó là không ăn. Tại vì có rất là nhiều người ngày đó bận đưa cha mình đi ăn trước nếu mà không muốn ăn đó. Cho nên là họ chỉ đưa đến chương trình ca nhạc thôi. Thì show có Nguyễn Hồng Nhung, Trúc Lam, Trúc Linh, Lilian, bà Tám Cam Thơ, 7, Phạm Khánh Hưng, ông Sáu Khánh Hoàng, Tân Hy Khánh, Lưu Đăng Khoa rồi Ian McKenny mà cái người Mỹ hát tiếng Việt á. Giống như nãy cái anh mà đánh đàn cho bà đó, hát cái bài em ơi xuống đêm thơ thương về em hay lắm. Ủa vậy hả? Cái ông nó cũng hát tiếng Việt luôn. Anh nào? Đánh gì đó. Anh là người Mỹ á. Đánh gì đó hát tiếng Việt cũng hết sảy luôn. Vậy hả? Bữa nào tôi nghĩ là cho ông này với ông kia song ca hai ông Mỹ song ca đúng mà hát tiếng Việt. Bữa nào đêm thứ sáu tôi mời hai ông này lên. Đó đúng rồi. Thì nằm bà làm cái đêm của show thứ sáu bà mời hai người này lên hai ông song ca mà hai song ba bằng tiếng Việt hai ông Mỹ rặc luôn nhìn cái mặt Mỹ luôn Mỹ rặc luôn vậy đó lên song ca hát tiếng Mỹ ra nhà mà hai ông đều biết chơi guitar mới hay mà chơi rồi xong rồi hát tiếng Việt cho mọi người hết hồn chơi hú hồn không hú hồn nhớ còn nguyên vẹn nha đừng mất nha Mimi Lê nói chị Bảy nhớ dài ghê nhớ chứ sao không nhớ đồng bọn đặc biệt mà sao bị trả là chai rượu phải nhớ chứ phải bán rồi đi luôn năm nay á, cái ngày họp mặt đồng bọn là ngày 21/7 là ngày chủ nhật buổi sáng chúng ta ra ngoài biển xong buổi tối là chúng ta chơi luôn Hatingo cho nên các bạn mà về thì chỉ phải về một ngày trước đó thôi hay là về cái tối thứ bảy để sáng thứ chủ nhật người ta mình chơi xong rồi sáng thứ hai về thì nghỉ có một ngày làm ví dụ muốn nghỉ làm thì nghỉ có ngày thứ hai bà biết không có bị các bạn mà đồng bọn mình mà làm nails á thì thường nghỉ thứ hai không đúng rồi cho nên là ủa vậy làm khi nào bà Linh Trần mới đi được á ủa chứ năm ngoái không đi hả không ý là tôi nói cái nếu mà nghỉ ngày chủ nhật với thứ hai là bà Linh Trần mới đi được tại bà năm ngoái cũng đi được chơi chủ nhật bà đâu có nghỉ thứ hai bà nghỉ á
Vậy bà nghĩ làm ngày chủ nhật ơi, thôi. Nói chung là một năm có một lần thôi. Nhớ ráng nghĩ nha bà Linh. Đồng nhưng bộ. Mà bà Linh bà sợ mình bắt bà chơi nhảy bao bố nên bà không có dám đi. Kỳ này không có chơi nhảy bao bố nữa đâu. Nói chung á là đồng bọn nào mà ở Nam Cali này mà không có đi đến họp mặt đồng bọn là nghỉ chơi hả? Là nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn. Bà xì luôn. Bà lóc hả? Bà lóc hả? Tôi không biết bà lóc đi, tôi đâu có bà bạn đâu. Ê bà có biết cái tin hot của tôi mới có một cái trang YouTube mới vừa ra lò không? Chưa hả? Tôi làm lúc nào? Tôi làm mới cách đây hồi lúc 40 triệu á. Xong rồi tôi thát cho bà đó, nãy bố tôi thát cho bà chắc là chưa coi. Chưa coi, tôi chạy. Nên là đồng bọn nhớ sụp nha, sụp cho Tám nha. Vô trang của Tám á, Tám có post lên xong rồi chỉ cái cách sụp luôn á. Sụp subscribe. Giờ tôi đọc được rồi. Subscribe. Đó. Bà có chữ subscribe mà cả sụp. Tôi tưởng nói tưởng mà sụp hầm. Chưa có tương cụ. Trời ơi, cái bóp bà đã bỏ, mở cái bóp ra. Định bỏ vé ra cho bà. Bánh mì. Bỏ hai cái khúc bánh mì vô, cúp đi tập thể dục xong rồi. Cặp nó dùng chưa thấy cặp gì mà chơi hai khúc bánh mì rồi thôi. Ai biết, nãy Vy nó cho tôi cầm sao. Hồi nãy á, cái đó là vấn đề là mình phải biết control. Đó, hồi nãy nó kêu tôi 1, 2, nó kêu tôi lấy. Nhưng mà tôi nói là không, tôi lấy nửa ổ thôi, tôi không có lấy hết. Ai biết, tôi lấy một cái khúc thôi, cái nó nói, ôi chị lấy thêm một cái nữa đi. Một cái, tôi thấy nhiều quá, tôi sợ nó không có ai ăn không. Bằng tính không, tôi chỉ lấy có một khúc này thôi. Không có, con Vy năng lực, tôi lấy hai khúc. Nó đông con, mà bà lo gì. Ở đây ăn không hết, để đem về là cũng hết. Đi tập sướng, muốn đi tập con chút xíu à, được ly cà phê, được ly cà phê, được bánh mì nữa. Được hai khúc bánh mì nữa. Nhớ nha mọi người, nhớ tại vì ngày mà 7-8 hát á, thường thích lúc đứng mình hát mình thích thấy đồng bọn ở dưới. Bà nhớ kỳ New Year's Eve không? Mình hát á, mình quá trời đồng bọn, đồng bọn ở dưới không à, đứng vui ơi là vui, cho nên là mỗi lần mà lâu lâu hiếm hoài lắm 7-8 mới có dịp hát chung vậy. Ở iTango thì nó thường rồi. Đây là chương trình bán vé nó khác, thấy không? Nó chuyên nghiệp hơn, băng nhạc đồ này nọ rồi coi như là nó chuyên nghiệp hơn. Thành ra là rất là mong là đồng bọn tới để mà vui chung với 7-8 ngày đó. Mua người ta mua vé thường á là phải mắc hơn mình đến 10 đồng. Tội gì không mua cho về của bà Tám để cho mà được discount, phải không? Ui bà biết cái kênh YouTube của tôi tên là gì không? Là gì? Bà Tám Cam Thơ. Trời, có cái gì cũng đố vậy, cũng đố nữa. Bà Tám Cam Thơ nha, kênh YouTube của Tám á. Alo Trần Châu. Coi ở đâu cũng vậy, coi đây. Ê bà, ví dụ như tôi live stream xong tôi bỏ lên cái YouTube của tôi được không? Là sao? Ví dụ cái live stream của bà với tôi nè. Được, bỏ lên được không? Nếu bà biết cách download, tôi không biết cách download, nhưng mà tôi thấy người ta vẫn như bà hỏi Phạm Lê Hằng á, cách download xuống, lấy xuống xong bà bỏ vô trong cái YouTube của bà. Chết cha, tôi không biết download. Thì bởi vì tôi nói là bà hỏi bà Phạm Lê Hằng từ mấy lần mà như con Nam Bi đó, nó biết lấy xuống để nó làm mấy cái clip đó. Tôi không có biết cách lấy. Tôi cũng không biết cách lấy. Bây giờ mình phải hỏi đồng bọn. Lấy sao Hằng? Hằng có gì Hằng chỉ chị nha, Hằng. Ủa chút nữa chị nha, lấy về nha. Chị lên đây gì, hai em là chị hí hẹ lấy gì? Cái gì? Ai vậy? Chị Linh, ôi Linh Đăng Nguyễn. Chứ mà tôi nhìn Linh em, chị hát chị Linh Đăng Nguyễn nè, nói là hai em. Cái gì hí he gì? Không hiểu chị ơi, không hiểu. Bà Lý Cam Thơ, người ta kêu bà Lý Cam Thơ kìa. Không, bà Tám Cam Thơ, không có bà Lý. Tám Lý đâu ra, chủ mất công tưởng chị Lý Kỳ nữa. Chị Lý là trong phim, đâu có liên quan gì chứ bà Tám đâu. Hello chị Trịnh Cái Mà, cảm ơn chị chúc cho tụi em sức khỏe. Có sức khỏe thì mới liên thuyên được chứ, phải không? Gà con, hello Trần Châu, Linh Khang, anh Minh Lu, Vân Lê, Nguyễn Yến nè. Nguyễn Yến rồi ai nữa ta. Đó thì nói chung là hôm nay tập nhạc với nhau thì tôi rảnh livestream cho đồng bọn, nói chuyện cho đồng bọn đỡ buồn. Tại vì biết không, nhiều khi á nhiều người á ngày chủ nhật á chán lắm, ở nhà không có làm gì hết trơn. Nhiều khi tôi thấy cuộc đời tôi sao nó bận rộn mà nhiều người rảnh lắm à. Đợi chủ nhật mới rảnh chứ, bình thường tao cũng đi làm vậy. Đâu, tôi đi tập nhạc xong bây giờ tôi phải chạy về nhà để tắm rửa xong rồi tối nay đi sinh nhật thằng Yên, con của Minh á. Cháu trai hôm nay là nó turn 16, nó thua bác cầm chừng 2-3 tháng gì đó. Bác cầm mới vừa rồi là
lên 16 tuổi. Ủa nó lớn gì vậy hả? Ừ, nó bằng tuổi. Ủa? Sao tôi nhìn thấy nó nhỏ quá vậy? nó nhỏ con. Ồ. Cho nên là bà thấy nhỏ. Ủa gì? Gì bằng tôi bắt cầm hả? Ừ, tôi bắt cầm, bằng tôi bắt cầm. Ủa, tôi thấy nó nhỏ, tôi tưởng nó còn nhỏ. Bà đừng có lộn với thằng Skyler nha. Thằng Skyler là ủa, cái thằng... Skyler khác nè. Skyler là cái thằng nhỏ đó. Thì là cùng tuổi với lại Kenji. Ồ, vậy là tôi lộn. Ủa, vậy là tôi chưa có thấy cái... Em tôi nó có hai đứa con. Một đứa là 10... Hôm nay là 16. Mà 16 tuổi là con đó là con của Nguyễn Nhung mà. Ủa? Đất ơi, sao mà nêu rớ quá đấy. Nó có biết tôi tưởng con... Nãy giờ tôi cứ nghĩ con là con cái đứa con nhỏ mà thằng nhỏ của Nguyễn Hồng Nhung, á là bằng tuổi thằng Kenji. Ờ, hèn chi tôi nói, ủa sao nó nhỏ xíu mà nó 16 tuổi vậy? Nó nhỏ hơn Kenji cũng mấy tháng. Hay là coi như là con khác nữa. Đúng rồi, thằng lớn vợ trước. Đúng vợ rồi. Trước là ai vậy? Nó hơi bị nhiều vợ. Tôi không biết vậy. Trời ơi, cái mặt chút chiếu vậy mà ba vợ luôn hả? Ủa sao em bà hay vậy ta? Minh bà nói cái này, bà nói cái này bà khai chứ không phải là tao khai nha, đừng có. Ủa? Trời ơi, em đâu có biết đâu anh Minh. Trời, Minh cứ cười Minh nè, em của bà tôi sao kêu bằng anh. Mắc mới gì mà kêu nó bằng anh? Tại vì anh Minh kêu tôi bằng em thì tôi kêu ảnh bằng anh, tôi biết được thì tôi đâu biết. Nhỏ tuổi hơn bà mà. Không, nhưng mà tôi bằng anh lâu quen bà, rồi bà đầu đó, rồi bà đó. Tại tôi thấy ổng đẹp trai quá mà kêu anh gì, mà kêu anh vẫn lại kêu em mất cơ hội sao? Trời ơi, đâu biết được. Trời ơi, không chừng tôi làm em dâu của bà làm sao? Ủa, trời ơi, bà ơi, tôi... Bà nghĩ bà có cửa không? Ai biết đâu. Thì lúc đầu tiên gặp tôi kêu anh, nó quen rồi. Đúng không? Ai biết tuổi đâu à? Nó đó thì là nó không có cái máu mà quen cái già. Đó. Nên tôi phải cái gì bậy thật lắm. Nhưng mà lúc đầu gặp nhìn tưởng ổng lớn hơn tôi, cho nên là ổng cũng tưởng tôi nhỏ hơn ổng, nên là ổng kêu tôi bằng em. Okay, tôi đúng không? Tôi có bà chị. Tôi phải kêu ổng bằng anh chứ. À, xong đó viên tôi. Tôi có bà chị, nhà có bốn chị em, tôi có bà chị cả, xong nó biết tôi. Rồi xong mình tới đứa con nhỏ em mà man mà tôi nói bà đó rồi, là bằng tuổi bà. Tôi biết rồi. Bà tưng tửng y chang nó à. Ok, nhưng mà nó không có nói nhiều bằng bà thôi. Đó, rồi sau nó, rồi mới tới thằng em, có nghĩa là thằng em tôi nó nhỏ hơn bà. Tôi biết rồi. Mà kiểu nó ăn anh là sao? Nhưng mà tại vì lỡ kêu bằng anh rồi thì kêu luôn. No, we're just sitting. Is that okay? Yeah, I was just wondering. Okay, thank you. Nó hỏi tụi bay có chờ cái bàn ngồi không, mà tụi bay hay là tụi bay chỉ ngồi thôi. Tới xong tôi nói là tụi chỉ ngồi đi thôi, có sao không? Nó nói, không sao. Nó chỉ muốn biết là mình có chờ bàn hay không. Tưởng nó ra, nó nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, đừng nói chuyện lớn nó ồn. Nó hỏi là tụi bay có chờ bàn không hay là tụi chỉ ngồi đó. Xong tôi mới nói là không, tụi tao chỉ ngồi đây thôi, có sao không? Nó nói, không sao hết. Có khi nào nó nói cái ghế này để cho khách tao chờ chứ tụi bay đâu có được ngồi đây. Chết luôn. Cái ghế này ghế để cho người ta chờ. Bởi nhiều khi tôi làm mấy đứa em tôi cũng khó xử, biết sao không? Để tôi quen toàn là trẻ không mà trẻ hơn tụi nó không à. Thành ra là phải kêu bằng anh chứ, đúng không? Thì tụi nó cũng phải kêu bằng anh. Thì đúng rồi. Có người thì nó kêu, lúc đầu nó kêu bằng tên. Nhưng mà sau khi nó thấy thôi thì là vai vế thì là tôi bằng là chị. Thì nó bắt buộc nó phải kêu bằng anh. Nhưng mà những người đó nhỏ tuổi hơn tụi nó. Đúng không? Chịu thôi. Ừ. Ồ, Phạm Lê Hằng thức rồi kìa. Trời, thức lâu rồi bà. Ủa, tôi nãy giờ tôi không thấy con nói chuyện. Phạm Lê Hằng bay lắm nha. Tôi hello. Tôi mới làm Olivia cái trang YouTube của tôi chưa có post lên luôn. Là đã biết rồi. Là bà đã biết. Hay, còn bà post rồi biết sao? Tại vì tôi thác tôi gửi vô cái group gia đình của tôi. À. Gia đình của tôi thôi. Xong mà tự nhiên cái chị Thanh á, chị của tôi post lên Facebook mà tôi không biết luôn. Có tự nhiên tôi thấy bà Hằng bà post. Ủa sao Hằng nó biết hay ta? Mình chưa có nói ai mà. Ai nhà thì ra bà thấy bà Thanh bà bốt cái bà lấy bốt luôn bà rào. Trời ơi, hay dễ sợ. Nhận bà thấy hay ghê luôn, trong khi tôi chưa có bốt luôn. Thằng bác cầm nó bốt gì hay cái bốt gì trên YouTube. Tôi là mẹ đó còn chưa biết, đồng bảo biết hết trơn. Trời ơi, hay ghê ha. Tôi biết nữa. Nhưng mà người nào mà nghe nói là cái người mà vô subscribe gì cái trang của mình là phải có cao YouTube mới ấy được, đúng không? Ừ, người nào nhưng không mà có... đồng bọn của mình đâu có nhiều lắm, có nhiều lắm, có cao lắm nha. Người có cao nhưng mà không biết. Giống như là hồi bữa anh Khang, Hoàng Anh Khang á, kêu tôi vô subscribe, tôi đâu có biết gì đâu. Ủa làm bà sao? Phải tạo account YouTube. Cái xong cái lúc mà vô hội cái Hoàng Anh Khang lấy cái điện thoại của tôi để mà subscribe cho nó. Cuối cùng không được. Nó
nó không được, chị không có cái thì giống như là Facebook nữa. Đó giống như Facebook rồi bà thấy không, bà phải có Facebook mới thì mới kết bạn được. YouTube y chang vậy thôi. Vậy cho hả? Nên là bà muốn like, bà muốn subscribe hay mà muốn surprise gì đó giống như bà nói vậy. Thì là phải có account trên đồng bọn á. Phải mỗi người chịu khó vô tạo một cái account của YouTube rồi mới subscribe. Nhưng mà tạo cái đó có nhưng mà tạo cái đó có khó không? Dễ ẹt à, thì dễ giống à, hả? Giống như tạo Facebook vậy thôi. Ờ vậy cả vậy cả, ấy đi nha các bạn, sẵn biết thêm miếng YouTube luôn. Chúc mừng Olivia Johnson đã trúng cái rồi quay Olivia nha. Nhắc, có nhắn tin cảm ơn đó, rồi. Có share là mai, có quà. Ngày mai Tắm gửi cho em nha. Có share là có quà cho nên là không biết khi nào 78 mới surprise mọi người. Cho nên là cứ share đi nha. Khi mà bà 78 kêu share là cứ share. Không biết khi nào 78 mới làm surprise mọi người coi như là cho trúng thưởng. Có nhiều khi trúng thưởng tiền mặt hả? Bà nói nha, cho đồng bọn không, nhiều lúc đâu biết được, đúng không? Nhiều lúc đâu biết được, tùy hên xui, tinh thần sảng khoái hoặc là vui vẻ thì sẽ có quà lớn, quà giá trị. Giá trị. Thôi bà làm như cái serum giá trị, bà mua cũng tốn 55 đồng. Nhưng mà 55 đồng không đâu có nhiều đâu. Nhiều lúc chơi bữa nào trúng ngàn sao đúng không biết được. Thôi đi bà ơi, nổ quá đi. Thì phải nổ, ước mơ đâu có tốn tiền. Tôi mơ bữa nào tôi trao giải thưởng cho đồng bọn ngàn tôi mơ. Hello Phương Thảo Võ. Phương Thảo Võ hình như là trong gia đình em mới vừa có cái tang phải không? Chị thấy ai comment đó. Nên là nếu hình như là cô Chính thì hay sao của Phương Thảo Võ cho tụi chị gửi lời chia buồn nha. Bây giờ còn bà còn rảnh bao nhiêu phút nữa? Bây giờ mấy giờ rồi? Để tôi coi. Bây giờ đồng bọn mấy giờ rồi đồng bọn? Giờ Cali đó. Phone bà đâu? Nó 15:40. Ôi, cái chú tôi phải về rồi. Còn 10 phút nữa thôi nha. Sao sao vậy? Không có. Tôi muốn tôi 10 phút nữa thôi. Tự nhiên 7 giờ là ấy rồi. Ấy là cái gì? Là tiệc rồi nên tôi bây giờ tôi còn tắm rửa, tôi chưa tắm rửa gì hết trơn. Tắm rửa rồi phải make up lại. Tối nay bà Linh Trần bả xuống nè, bà ngủ tôi đi ăn buổi tối nè các bạn. Chắc bà có mít đi cho bà. Có mít đâu. Kỳ này có mít, tôi lấy hột mít tôi luộc tôi ăn ấp với hôm. Bà ăn bà đứng xa tôi nha, bà đừng có đứng gần tôi. Tôi sẽ đuổi bà vô trong phòng kính. Tôi đóng cửa lại tôi nói chuyện với bà. Ghê quá. Trời ơi, còn ăn hột mít xong á các bạn. Các bạn có biết ăn hột mít xong còn cái vỏ không? Cái vỏ hột mít không? Cái vỏ hột mít đừng có giục liền nha. Cái vỏ hột mít đó ha. Là lúc mà bà ăn hột mít nhiều là cái vỏ của nó sẽ... Cái vỏ nó bị cứng. Bà biết bà có bao giờ ăn hột mít chưa? Chưa. Trời ơi, bà chưa ăn hả? Các bạn biết ăn hột mít xong cái vỏ nó không? Cái vỏ nó... Cái vỏ mà ở ngoài hả? Cái vỏ của cái hột mít mình phải lột ra, đúng không? Rồi mình ăn. Ăn cái hột còn cái vỏ mình bỏ đúng không? Hà Nguyệt là em là Chris Ross nè, trời ơi Chris Ross một mình Chris Ross bao nhiêu cái account? Trời ơi sao kỳ vậy? Còn cái kia như cái không vô được gì Thùy Giang gì được sao? Hình như bỏ rồi. Trời ơi, bây giờ là Hà Nguyệt và Chris Ross nè. Hèn chi có một cái Hà Nguyệt để chị vô lại chị. Hello Nhật Hồng. Nhật Hồng nó mở mắt ra là thấy hai cô like rồi đó, là bởi con mà ngủ dậy mà con mở mắt ra mà con thấy hai cô là con kể hay đó con. Cái vụ cái vỏ hột. Rồi cái vỏ hột mít đó. Đừng có bỏ. Làm gì? Để đó nha. Xong rồi bỏ vô nước ngâm một đêm. Ngâm một đêm cho nó mềm ra. Tại cái vỏ hột mít nó bị khô đó. Mềm ra. Xong rồi cái... Để cho nó khô. Khô xong rồi bắt đầu mình lấy cái dao á. Mình cắt ra. Cắt ra cũng chưa hết. Mình cắt ra xong mình bỏ vô cái máy xay sinh tố á. Mình xay. Xay cho nó dụng ra. Nó còn có chút xíu à. Cái xong mình xay xong mình bỏ vô cái lưới á. Dắt ra. Còn cái xác chút xíu nè. Tiện không? Lúc đó mình bỏ một rác cho đỡ tốn cái chỗ đựng rác đúng không? Tôi đang định nói. Ủa? Cái vỏ hột mít nó khô queo rồi lấy cái gì mà dắt nước ra? Nó có xay sinh tố. Nó chảy nước ra. Rồi mình bỏ vô cái lưới á. Mình dắt cho nó còn nhỏ. Chứ nguyên cái vỏ hột mít nó nhiều lắm. Nó chiếm chỗ thùng rác đúng không? Cho nên mình làm gì xong rồi em bị nó report lên Facebook nói là em giả mạo Chris Ross nên Facebook đóng cửa, em chờ xem xét, trời đất ơi
Sao kỳ vậy? Kỳ vậy ha. Dạo này ai mà rảnh mà đi mà báo cáo với lại Facebook gì ta? Bao khi nào có tôi với bà livestream nhiều quá cái có người ghét. Cái report đó là hai bà này lên nó tầm 7 năm bà cái nó block Facebook của tôi. Ừ. Cái đó hên xui à. Thì có biết được đâu. Trên đời này không có nói được chữ ngờ nha các bạn. Hello Tracy Trần, hello Nhi Trương, Vicky La Lam, ai mà hello Lan Vương. Ai hello chị Mai không khổng. Cái trách của chị đi. Vậy giờ sẵn ra cái này nè, nó kể cho nghe cái chuyện. Tôi có 10 phút mà bà ngồi bà kể tùm lum cái gì. Trời ơi, 15 phút đi. Chứ sao cái bóp thấy để bên đó mới ghê. Okay, sợ. Bà để bên này đi. Okay, để bên trên bên hông bà đi. Ôi, nó ngang qua nó sớt cái thích trà luôn. Nè. Tôi nói cho bà nghe sẵn được nó cho bà. Nó sớt rồi tôi livestream có chuyện cho nó coi. Bà cũng cẩn thận nè. Chuyện có thiệt luôn ở ngay chỗ mình nè. Một người bạn của tôi ha. đi mua bóp LV trong cái sân có Plaza đó cái xong cái tối nha, cái đi về thì xong về tới nhà nha, đi vô nhà mà không có chịu khóa cửa xe cái xong cái bị mở ra lấy nó lật mở ra nó lấy mấy cái bóp á, người đó đi vô mà lấy cái bóp LV vô nhà rồi nhưng mà để cái bóp bình thường đeo ở lại. Xong rồi nó trong xe hả? Trong xe mà ngay cái đêm ngày hôm đó là cái buổi hôm đó là cái neighbor là cái hàng xóm á, cái xe của hàng xóm bị đập kiến lấy đồ trong đó rồi cái xe của cô bạn của tôi á là không quên khóa cửa cho nên nó đập cửa kiến mở ra nó lấy luôn. Là một tháng sau một người bạn nữa là đi cũng vô cái cửa hàng đó luôn, sau có Plaza luôn, đi vô đó xong rồi khoảng 10 giờ đêm á là đi ra là có phải là cầm một cái bóp một cái đôi giày Chanel với một cái đôi giày Gucci hai cái xách ra cái đó. Bắc Kinh thì nó thấy nó sẽ theo dõi từ không biết là từ đâu chắc nhưng mà nó trong tiệm nó chạy về tới nhà luôn. Wow, nó theo về tới nhà là coi như là ở chỗ hình Tân Bích luôn, gần chỗ nhà bà luôn đó. Mà cái khu đó bà biết đâu có ăn trộm đúng không, khu đó rất là an toàn. Nhưng mà cái lúc đó nha, cái người bạn của tôi á ngừng xe tới nhà đó, trước cửa nhà xong tự nhiên cái mở cửa ra thì bóp với lại Gucci với Chanel là để ông cúp xe. Xong rồi vừa mới xuống xe, bước xuống xe thì tự nhiên cái linh tính của người ta tự nhiên thấy một cái bóng xẹt qua ở sau lưng á. Wow, cái xong cái tự nhiên cái người đó nói, ủa ai mà dắt chó giờ này mà dắt chó đi khuya vậy. Cái khu đó người ta hay dắt chó đi xong lúc 10 giờ đêm rồi cái xong cái ôi cái xong cái gì biết sao cái người bạn của tôi á mới đóng cửa xe lại bắt đầu mới đi ra đằng sau xe á dòm coi ai cái dòm vừa dòm cái là thấy một cái người đàn ông mặc đồ đen đội cái nón. Wow, nó vừa thấy thằng đó là cái xong cái thằng đó cũng lấy nó luôn. Trời ơi, cái thằng đó mới bỏ đi qua bên đường. Đi qua bên đường cái xong cái nó sợ quá, nó nói à, con ơi con à, alo à, mẹ về tới nhà là nó lướt cái xong cái chuỗi nó sợ mà nó sợ đến nỗi hả nó chạy nó đi vô nhà nha, đi vô nhà đóng cửa cái đâm một cái nó thấy lên trên lầu, chạy trên lầu thì ngừng xuống thấy cái xe, cái nó chạy lên lầu nó nói mấy đứa con mấy đứa lên lầu nhanh lên nó chạy lên lầu thì nó nhìn xuống thì nó thấy cái thằng đó mở cái cửa xe của wow, xe nó mà không có được, mở không được, cái trụi nó sợ quá, cái nó gọi cho nhỏ em nó xong rồi xong mà cảnh sát mà gọi thì đâu nó quýnh quá nó mày ơi, sao có người theo dõi tới nhà, cái xong cái nhỏ em nó nói trời ơi mày ngu quá mà sao mày gọi cảnh sát mà gọi cho tao làm gì. Xong mới gọi cảnh sát trời ơi mày tới đây đi, nhà tao có người theo dõi này kìa. Cái hả chỗ cái 5 phút sau cảnh sát mới tới thì nó rung mà nó chạy xuống hả là coi như nó đập kiến rồi kia, nó đập kiến xe hết rồi, thằng đó cũng đập luôn rồi, mặc dù nó biết con này thấy nó rồi mà nó thấy vẫn nó đập. Luôn nó vẫn đập, tại lúc đó con đó nó vô nhà rồi. Bữa nó nghe con kia la lên hả, là cái gì nó lúc đó nó nói chuyện thoại là thằng đó nó đi qua bên đường rồi. Xong rồi bắt đầu cảnh sát tới rồi mở camera này kia lên coi thì thấy hả lúc mà nó đứng về nhà thì cái thằng này nó có một cái thằng đứng đậu xe đứng cách đó hai căn. Oh wow, cách đó hai căn rồi xong rồi cái thằng đó đậu xe đằng đó còn một thằng thì đi tới gần ngay đó. Cái tụi mới nói cái tụi mới nói
cô, nếu mà cũng hơn con nhỏ này nó thấy nó mới đi đi, chứ nếu mà nó không để ý giống như tôi đi, tôi không để ý mở cái cốp xe lên là nó chạy tới nó giật cái đó rồi nó, chứ mình đem cái mấy cái LV Gucci vô nhà sao nó lấy được. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Lúc đó giật là chết nữa, không biết lúc đó nó làm cái gì mình. Đúng không? Nó theo dõi là cốt ý để nó lấy mấy cái đồ mới toàn đó. Từ mấy ngàn đô lận mà. Mấy ngàn lận mà nó lấy, nó bán mấy 1.000 hoặc 500 đúng rồi, được là nữa. Quá cho nên các bạn phải để ý, đừng có đi shopping mà mua đồ hiệu buổi tối. Nó sẽ đi theo, theo dõi mình về tới nhà luôn. Và nó sẽ canh, ví dụ như mình đi vô nhà mà mình không có đem theo thì nó sẽ đặt kiến nó lấy. Còn thứ hai là nó mình lúc mà mình lấy, mình xuống xe mình lấy ra mình cầm thì nó sẽ giật, nó chạy lên xe. Cái bạn của nó chở nó chạy đi mất, là có phải là nếu mà cướp ghê thì nó sẽ dí xuống dí dao ngay mình luôn. Nó lấy cái gì của mình không biết. Nhưng mà phải cẩn thận là lúc mà mình chạy xe về tới nhà, nhất là mình đi băng một mình mà con gái mà đi buổi tối đó, cho nên là đi mua là hiểu, đừng có đi buổi tối mà phải đi ban ngày, mà đi ra gara là phải để ý. Ví dụ mình đi về nhà mình cũng phải để ý là sau cái xe mình nó có ai đi theo không. Có thấy có xe đi á là mình phải đi vòng thử coi cái xe đó nó còn đi theo mình không thì mình hãy về nhà. Còn nếu cái xe nó còn đi theo mình hoài là mình phải gọi cảnh sát liền sao đó. Đó là tôi như là cái đó là kinh nghiệm đó. Bà kể chuyện xong tôi ăn hết ổ bánh mì. Ủa? Nói cho bà cầm đồ hiệu này kia bà cẩn thận nha. Đâu, bởi vậy tôi bà không, đi mua đồ hiệu tôi cẩn thận. Bởi vậy mà bà thấy không, tôi đi mua đồ hiệu không bao giờ tôi chụp hình tôi khoe lên. Tôi thấy rất là nhiều người và ca sĩ cũng rất là nhiều người cũng là đi mua đồ xong là đăng đồ hiệu đồ này nọ lên. Tôi thứ nhất là tôi không thích khoe khoang. Ok, tôi xách là tôi xách ai thấy thôi à. Chứ không bao giờ, nhiều người á là có cái tật là mua đồ hiệu xong cái là khoe lên. Nhiều khi cái đó là ý thích của người ta thôi, chứ không có gì hết á. Khoe là tôi mới mua cái Bob Chanel rất là đẹp luôn, dễ thương. Bà ngoại đi đó, mua về cho tôi. Đó, nó dễ thương nhưng mà tôi đâu khoe lên đâu, thấy không? Ui, bà ngoại có đi ý không vậy? Không, rồi không có đi ý, hình như có đi ý. Ủa, nghe đồ mới bên ý, chủ đồ hiệu. Rẻ. Tại vì đồ Chanel rẻ là nó phải rẻ và điều rẻ hơn, tại vì rẻ nó lắm, mấy ngàn được thuế, tự nhiên được lấy lại thuế cho nó rẻ cái tiền thuế thôi chứ không phải là rẻ lắm. Ồ, có người ha ở Việt Nam qua mua lần trụ đâu mà 90 cái Bob Chanel luôn đó, dễ sợ. Ừ, tại vì nhưng mà trong tình đó nhiều người không biết, chứ còn mình đi qua hải quan mà mình sách hơn như bây giờ nó cho cái ly hồi xưa nó là 700, bây giờ không biết nó lên bao nhiêu, như 1.000 hay nhiêu đó, mà bà không khai thuế mà nó lấy được á là nó tịch thu nếu mà bà không khai, hiểu không? Nó chỉ thằng chứ nó cho tax exam. Hải quan Việt Nam hả? Không, hải quan ở Mỹ nè, tax exam là nó được ý là mua từ nếu mà đi hơn đi châu Âu mà mua về đúng không? Hơn 1.000 là một cái, hay một cái bây giờ cái limit là 1.000 đi. Tôi không nhớ lâu quá rồi, tôi quên rồi. Nhưng mà hình như limit là 1.000. Nếu mà mình mua hơn 1.000 mà khi mình qua hải quan mình không có khai mà nó mở ra nó thấy nó biết cái receipt đó thì thứ nhất là nó tịch thu cái đó, và nó thứ nhì nữa là nó đưa vào vô cái blacklist của nó. Là mỗi lần mà qua hải quan là bị xét. Không phải buôn lậu mà cứ qua như là giống như là sổ mày đen á. Đúng rồi, ghi vô sổ mày đen á, mỗi lần qua là nó xét thì nó có credit. À mà bà đang nói ví dụ mà ăn cắp đồ với lại bị trộm cướp đó. Vừa rồi cái gì Thoa mà cái gì mà lớn tuổi mà hồi đó bà qua bà đánh tứ sắc với má tôi á, thì có cái gì đó đánh chung thì vừa rồi đó bị gì đó không biết, thì chị dĩ vô nursing home nằm một hai ngày gì đó. Thì buổi sáng thì con của dĩ đi làm, thế là không biết ai, tôi nghi thường thường mấy cái trộm cướp này phải là người quen. Thường là vậy. Nó vô nó lấy nào là hộp xoàn của dĩ nè, không biết tiền mặt có không, tôi không nghe má nói, nhưng mà 4-5 cái bóp hiệu của cái chị con á, coi như là mất cái hộp xoàn năm hộp gì đó. Tôi nghe bà già nói trên phone tôi nghe vậy thôi đó. Coi như xong rồi lúc mà đó là tôi đi xong, má tôi mới nói là trời ơi con cẩn thận nha, không thôi là vô nhà lấy. Nó con đâu có gì đâu mà lấy hộp xoàn, con cũng có đeo, nên là vô nhà tôi cũng có hộp xoàn đâu mà để mà lấy, đúng không? Đó là có thì có mấy đứa con đó. đó là hộp xoàn của tôi, đó là ba thằng đó là hộp xoàn thôi, còn ngoài ra là phải không có đeo một cái gì đắt tiền hết đó, cho nên là bây giờ tôi hết đeo hộp xoàn luôn rồi. Tôi hết tay, tôi không có đeo gì chứ, trời ơi, tay không có đeo gì chứ các bạn, chỉ có mấy có cọng neo thôi à.
không có gì hết trơn á. Ngồi thoải mái lắm chị Bảy à. Đúng rồi, cứ ngồi vậy đi, trời ơi, đồng bọn thôi mà, có cái gì đâu. Ừ. Không, cái cách ngồi này á là không phải cái cách ngồi mà của mấy cái chị mà nhà chị quê ba, Việt Nam đâu. Chị ba. Cái này là cách ngồi của Mỹ, không? Cách ngồi Việt Nam nè, bà chờ tôi tí. Mình kéo cái mình đi. Đó, vậy đó. Con này vậy đó không? Người ta ngồi vậy là cách ta ngồi kiểu xì bo, biết không? Ừ, nó khác. Rồi, biết xong, cái tôi về tôi kể cho bé Kết nghe. Cái xong bé Kết nó cái xong cái bé Kết nó, ủa, sao cái lúc mà cổ xuống cổ thấy có người như vậy thì cổ phải leo lên xe, cổ chạy. Ừ. Đừng có mà đi vô nhà cái chỗ, tại vì lúc đó người ta bị người ta quản rồi. Đúng rồi. Sợ quá người ta không biết. Thấy cái nhà tôi chạy vô thôi. Tôi nghe bà kể hết cỡ như này, gọi người kia nổi xong rồi cảnh sát. Thì gọi tụi lúc vậy. Lúc đó sợ quá. Mai mốt sợ quá. Mai mốt có chuyện gì bà đừng gọi tôi, bà gọi cảnh sát trước nha, rồi sau đó bà mới gọi bà mét tôi. Bà đừng có gọi tôi trước nha, tôi cũng không biết làm gì đâu. Thì đó, bởi mình phải gọi nói ai quên qua kịp. Nhưng mà nói quên qua tôi cũng đâu có biết tiếng Anh đâu mà nói. Bà cứ kêu help me à, bởi vì help me. Tại vì á nó biết cái location của ba nằm đâu, nó khi mà gọi vô gì hả? Cảnh sát họ biết được cái nơi mình đó, tại vì nó gọi gì, định vị bằng cái phone của bà. Nó định vị bằng chứ cái phone của bà, mình phải nói địa chỉ à. Nếu mà trường hợp là tôi không biết cái cách họ làm sao, nhưng mà bà hễ mà có cái cell phone là vẫn định vị, trừ khi bà turn nó off ra tôi không biết. Nhưng mà cảnh sát họ hay lắm. Nhưng mà đó cho nên là mình phải kinh nghiệm, ví dụ mình nếu mình có trường hợp đó mình leo lên xe mình lóc cửa lại. Nhưng mà cái người bạn của tôi nói trời ơi, lúc đó thử mà chị bị có chị có nghĩ ra được cái chuyện đó không, nhiều lúc có súng nó bắn mình sao. Đó, sợ là lúc nó có súng, mình có như nhà mình ngay đó mình chạy rồi thôi. Còn người ta nói là leo lên xe, rồ máy chạy, nó đâu có dám làm gì mình. Mình chạy xong bắt đầu mình mới kêu cảnh sát, rồi chừng nào cảnh sát tới mình vòng về. Đó, thì cái lúc đó cái người bạn tôi rất quá sợ, nhưng mà muốn chạy vô nhà thôi. Chứ không đúng muốn, rồi đây mình thấy cái gì hay theo dõi là mình tự động là mình thấy sợ, mình sợ người ta giết hãm hại mình đó, hiểu không? Rồi nó lỡ nó dí, nó cướp tài tiền trong bóp. Nói chung là khi mà chúng ta chơi Facebook chớ mà nên khoe của, thấy không? Có người thì cầm khoe tiền, khoe hộp xoàng, khoe tùm lum tùm la. Cái đó là cái mà để cho người ta chú ý mình. Bởi vì nhiều cái ca mà police á, họ truy ra đó là hầu như những người mà vô nhà mà trộm hay là lấy tiền hay là gì, là người quen không à. Tại vì họ mới biết mình chứ người ngoài thấy bảy mặc đồ vậy ai biết bảy có tiền hay là bảy không có tiền như thế nào, phải không? Đâu có ai biết. Cho nên là chỉ hầu như là phần đông những cái mà vụ mà trộm cướp hay là cái gì đó là do người quen chỉ điểm, không phải là người quen làm, nhưng mà chỉ điểm hay là để ăn chia vậy. Sao chơi à, thì đó, chơi kỳ vậy, cái lòng tham của người ta, phải không? Chứ tôi hỏi bà làm sao ai mà biết là hai mẹ con ở nhau, làm sao ai biết là chỉ có trong nhà có bao nhiêu cái bóp hiệu, làm sao biết chỉ có hộp xoàn trong nhà, phải không? Bảy thì bảy không đeo nữa, là đừng có bao giờ mà nghĩ là trong nhà bảy có hộp xoàn. Tôi cũng có hộp xoàn hết rồi, bán rồi nha. Bán hết rồi bóp hiệu cũng bán hết rồi, còn có một cái một đeo đây à, không còn cái gì trơn á. Ủa ai vậy, vẫn còn tập kìa. Ở vậy ha, hình như Trúc Lam. Ừ, cho nên các bạn nhớ nha, con bé Két hỏi cái, nó nói bởi vậy mẹ thấy á, mẹ phải đi vô nhà, tại vì cái Két nó đậu xe cách nhà tôi á, nó nói không bao giờ con buổi tối con về mà con đi vô nhà liền, con phải đi ngang hoặc con nhìn để ý có ai theo con không à. Con thấy không có ai thì con mới vô nhà. Tại vì á, mình khoe chẳng được gì, nhiều người thầu nó cũng nít mà nó biết hay ha, mà không biết, tôi không biết. Nhiều khi mình khoe khoang người ta lại nói mình khoe khoang người ta ghét nữa. Chứ vấn đề là không phải là mình sợ người ta ấy, nhưng mà nhiều khi người ta cũng ghét. Có một lần tôi lúc đó chưa, nhưng cũng chưa có đồng bọn. Thì hôm đó là được đãi ăn cái brunch gì đó mà có tôm hùm buổi sáng, cái như cái giờ brunch là giờ trưa. Nhưng mà
tôi không ăn sáng nên tôi chỉ ăn trưa thôi. Thì tôi chỉ chụp đấy sáng sớm ra là đã ăn tôm hùm rồi. Thì mình biết vậy thôi, có gì đâu. Cái người này vô tự nhiên comment đấy là khoe khoang, cho nó khoe khoang gì có tôi được mời chứ không phải là tôi bỏ tiền là tôi mua đâu mà khoe khoang. Bởi nhiều nhiều người trên mạng vô duyên lắm. Cho nên là tôi không có thích mà khoe khoang cái gì, chẳng hạn như mình đeo cái gì hay là cái gì đồng bọn thấy đồng bọn khen đẹp cái gì thì ok, chứ tôi không có thích đưa của cái mình lên rồi để nãy giờ nó báo hết pin hai lần rồi đó. Thôi bây giờ cũng đến giờ đi rồi, thôi tôi ngồi đây ngoài đến. Ê bà đừng để hết pin nó biết rồi biết rồi, tôi trong xe có đồ sạc liền. Ok rồi, bây giờ Tám cũng đi tập thể dục đây. Ừ nha. Ok, tôi tập bữa giờ đích tôi bự ra nè bà. Người ta được rồi, Jasmine nói đúng rồi, em cũng bị người ta vào nhà lấy đồ nè. Ô nhưng hơn là nó chưa lấy diamond của em. Trời ơi khoe sai vậy trời ơi, nó nghe rồi nó vô nó lấy diamond mình chưa đó, trời ơi chưa may là chưa, bây giờ đó em khoe em có diamond nói chung là ok thôi. Thôi cho em lấy lại đó, nói diamond một ly đi. Diamond một ly thôi nha. Thì bởi vậy tôm hùm là bình thường, có gì đâu mà đó món ăn cũng bình thường thôi, đâu có giàu sang gì đâu. Đó hay đi nó có gì đâu mà cũng nói là khoe, bởi vì trên mạng nhiều, cái gì nó cũng nói được, cái gì cũng nói được. Yên chi trời ơi. Nhưng mà tại dạo này á no đi. Ẹt no. Dạo này 7 8 đi ít bị ma quái là tại vì yêu là, quái phải ba. Yêu quái là yêu tại quái. Vì là đồng bọn quá nhiều. Nó sợ, nó không dám vô. Chứ còn trước đây cũng lâu lâu bị yêu quái hoài à. Đó, bữa nhớ không? Lúc mới vô yêu quái nó nói mình nung lon thân sớm đó. Nhớ không? Chứ nung là hết nung lon với nung cát gì đâu. May là từ mấy lần mà tôi chẳng hạn như tôi tập thể dục rồi xong rồi tôi khoe giống là hôm nay xuống được mấy tao ấy, may là chưa có nào vô nói khoe mày người có gì đặt khoe người sập lép rồi đặt mông sập lép rồi đặt khoe hôm nay mông dám sập lép rồi nha bà nội. Hôm bữa tôi chụp cái chụp cái hình mà cái quần đỏ ngày hôm qua phải không cho tôi xong cái Giang Tido nói là ô cái hình này mà khoe mông nữa là đẹp không, tôi nói khoe cho nó chửi hay đâu lâu một lần thôi, khoe hoài người ta chửi có cái mông người ta khoe hoài làm như đẹp hoài khoe hoài. Mà biết sao tại sao bữa giờ tôi siêng tập cái đít tôi bự không sao, tại vì á chuyện làng giày có một hôm nữa bà chuyện làng giày nữa thêm tôi ngồi đây nữa tôi vô trong bưu điện á tôi gửi đồ tự nhiên có một cái anh rất là lạ mặt khách luôn khách mà đi gửi đồ luôn tự nhiên anh đứng nhìn tôi nói cô này tất cả đều tốt hết. Tất cả đều tốt, mặt, mũi, mắt, miệng, nhân trung cũng tốt. Chỉ có cái đít lép. Tất cả đều tốt nhưng mà không có đít. Ông nói là chỉ còn cái hậu thôi. Cái nó ủa cái hậu là cái gì anh? Tôi tưởng là hậu vận này kia đó. Chứ tôi đâu phải ông nói cái hậu mà hậu. Ông nói su. Ê, trời ông nội, ông dê dê. Ông dê dê sao nè cái này. Cái xe này nè nó đang dê gây tôi nè. Cái là tôi với bà dẹp lép thôi. Thiệt á, thôi đứng lên cái đã để cho nó tắt máy cái đã. Trời ơi, nghĩ sao hai đứa ngồi ngay đây nè mà nó dê cái xe vô, nó dê cà giật nữa chứ. Tôi nghĩ sao lỡ nó dê cái băng một cái rồi bà, xong bà dẹp lép không rồi. Bà nhớ có một lần dính vô tường chết luôn đó, cái anh không kia anh chết cũng chết chết cũng chết chết, có nghĩa là đang nước thuốc cái xe nó tới Bắc Kinh, nó đậu Bắc Kinh mà thay vì nó đạp nó đứng lại nó đạp thắng này đạp ga nó đạp lộn cái nó chảy nó nhảy lên lề luôn nhảy lên nó đẹp biết dẹp cứ như là đẹp đẹp tiếng rồi kia luôn vô nằm nhà thương mấy tháng trời vậy mà không chết hay ha. Không chết, tôi có tới thăm vậy hả, là ca sĩ Nguyên Khương. Ủa ca sĩ hả? Là ca sĩ Nguyên Khương. Tụi tôi có ngày tuổi hai tango chứ đâu. Thì đó, ngày của lúc đó tôi chưa. Lúc đó mà chưa lại hai tango, lúc đó là cái gì đồn bậy bạ. Không phải thì cái chỗ lúc đó, chỗ là nhà hàng tên gì á. Trước khi mà bậy lấy lại. Trước khi bà vô, lúc đó tôi chưa có bà nghĩ sao mà có người chết lắm. Tôi dám lấy. Tôi nghe đồn là cũng không, chết luôn. Chết. Có nghĩa là đó là ca sĩ Nguyên Khương rồi xong rồi bị đè đẹp dẹp cho trong tường nghe nó dính vô tường luôn nhưng mà không sao, sau đó thì bây giờ là đi đứng lại bình thường rồi, tôi tưởng là bị liệt luôn đó. Kỳ đó tụi tôi cũng mạng lớn á, kỳ đó tụi tôi cũng cây quỷ giúp mà vậy hả. Trời ơi tự nhiên nó dây tôi nói hứ tự nhiên
cái dê mà nó đạp đạp nhầm mà cái gà cả lên. Nó có cái lần đi mà cái xe này nó leo lên cái một mà. Leo lên cái một cái xe này nó bự chết luôn. Xe xì bo mà. Tôi với bà mà đang livestream. Đồng bọn có phim coi luôn với bọn. Coi như cái livestream này nó sẽ thành một cái livestream mà cuối cùng nhiều view nhất. Nhiều view nhất từ trước giờ của tôi với bà. Đó là tại vì là cái view là cái livestream cuối cùng. Nhưng mà đồng bọn đâu có biết chuyện gì xảy ra, dù đang ấy nếu mà nó ve cái tăng vô sầm không thấy gì hết. Đây là biết rồi, là đồng bọn rồi thấy hai bà. Thấy hai bà đâu chứ. Ngày hôm sau thấy cáo phó là biết. Thấy ve. Đó là tôi không có tin gì đang, cái là mình nó giỡn thôi, mình đâu có tin gì đang mấy cái đó. Thôi, nói nữa rồi giờ tôi trễ bây giờ. Thôi. Rồi, ok. Happy Sunday đồng bọn, Happy Monday ở Việt Nam. Ok. Có gì ê, bà coi bà nhìn cho cái mông của tôi nó bự không nè. Tại sao để tôi quay lại đây? Quay hold on. Ôi, chờ tí. Cái tay đúng không? Cái tay bà bấm lại đi để tôi quay lại. Rồi, nhu nhu nó đừng tí. Được. Lý do gì ông nói cái bà không có cái mà đàn ông gì nói chuyện vô duyên vậy? Ai? Cái ông đó. Ông nào? Cái ông nào mà nói bà không có hậu á? Không rồi, kể tiếp cho. Cái ông nói là nói tiếp. Vô. Đang kể tự nhiên cái xe nó ve sợ quá. Vậy nè, cái ổng mới nói là có một cái là cái cô này thiếu cái hậu. Cái tôi tưởng là hậu vận hay là gì đó. Cái tôi nói ủa cái hậu là gì anh? Cái xong cái anh mà anh Duyệt đứng với đặc anh mà ở đây mình đứng mà gửi bưu điện nói hậu khoai môn mà. Cái hậu là cái đích của em á, mà hỏi kỳ á. Ủa vậy hả? Sao anh? Cái ổng nói làm sao cho cái hậu nó bự ra một chút xíu là sẽ tiền tài vô. À thì ra là thế đó. Trời ơi, nhờ một câu đó mà tôi nói ủa thiệt không á anh? Thiệt, cứ cố gắng ông đi. Ông nói gì là bói hả? Hay là xem tướng? Ông xem tướng. Ông xem tướng, ông xem anh Duyệt, anh xem cái ông mà anh Raymond là mà đứng kế anh Duyệt làm á. Xong tự nhiên ông thấy tôi vô, cái xong ông nhìn tôi, ông tự ông nói vậy đó. Ủa vậy hả? Ủa vậy chứ đó nhờ cái đích tôi nó lắp xẹp tôi vẫn không mỗi tùy người, mỗi người khác nha, tôi đâu có biết. Thì ảnh nói vậy chứ đó giờ tôi đâu có ai nói tôi vậy đâu. Xong cái tôi nói trời vậy đó giờ tập thể dục không có để ý cái ít, toàn là để ý cái bụng không à, không có để ý cái ít. Hello, giờ bắt đầu hello, tôi để ý tôi tập cái ít dạ tôi nó bự lên để coi tiền tài nó có vô với tôi không nhé. Nếu mà đúng như vậy là ông đó nói đúng. Còn nếu mà không đúng thì thôi. Tôi hỏi bà giờ cái mông bà bự mà bà không làm gì lấy đâu tiền nó vô. Ăn thua là mình phải làm cái gì. Nhiều lúc nó bự ra cái tự nhiên có công việc tới với mình sao đâu biết được. Bây giờ vậy nè, tôi có ý kiến nè. Cứ mỗi ngày bà tập xong cái bà đưa cái mông lên bà quay YouTube một thời gian bao nhiêu người ta subscribe cái là bà có tiền từ YouTube vậy đó. Hả? Bà đâu biết được. Bà cứ tập cái mông cứ càng ngày cứ mỗi ngày cứ bà đưa cái mông ra. Không, mà thấy cái mông tôi nó ra được tí không? Cái mỗi ngày bữa đâu có bự được đâu nha. Là một thời gian là càng ngày bà mặc quần cao lên tí là đàn ông vô subscribe cái đóng luôn thế là có tiền vô. Ôi ghê không? Thấy không? Đúng nghe không? Bà suối cả. Nhớ bà vô bà subscribe tôi nha. Rồi subscribe. Thôi đừng subscribe vậy, nói chữ sụp là hiểu rồi nha. Sụp các bạn nhớ nha các bạn. Vô sụp giùm tám nha. Sụp ở đâu cũng vậy, sụp ở dưới đây giùm đi. Biết xong sụp nhiều á thì tám mới có động lực để mà tám đi đâu quay từ đây về sau. Tám sẽ chịu khó quay clip bỏ vô. Thảo Nguyễn nói là chị Tám mua vé số khi hậu to. Gì kỳ vậy? Người mua vé số thôi nó hoài ok mà. Thôi đi. Bye bye. Rồi bye các bạn nha. Ủa này cũng xe nữa hả? Đâu sao cái gì cũng qua tôi mất cười tôi bà la lên là cái vụ là đồng bọn thì phải làm sao phải share và oh my god rất là tốt. Ồ nó lạ.